Do dị ảnh hiếm phi nhung bên bố ruột của con gái, danh tính và gia thế khủng gây sửng sốt. Đóng ngoặc đơn, hàng chục năm qua phi nhung giấu kín về người chồng cũ. Tuy nhiên, sau khi cô qua đời, công chúng đã tìm ra nhân vật đặc biệt này và chia sẻ khá nhiều hình ảnh liên quan lên mạng xã hội. Phi nhung ra đi trong sự tiếc thương vô hạn của những người ở lại. Nhớ về nữ ca sĩ, mọi người càng không thể không chạnh lòng khi cuộc đời cô có quá nhiều biến cố, chông gai. Phi nhung có một cô con gái ruột là Wendy Phạm. Đây cũng là người mà giọng ca, bậu ơi đừng khóc, yêu thương nhất. Suốt hàng chục năm cô giấu kín về bố ruột của con gái, nhưng sau khi Phi Nhung qua đời, danh tính của người đàn ông đặc biệt này dần được hé lộ. Cư dân mạng phát hiện ra rất nhiều hình ảnh của chồng cũ của Phi Nhung cũng như thân thế của anh. Mới đây, bức hình hiếm hoi cả gia đình họ chụp cùng nhau bỗng được lan truyền trên mạng xã hội. Dựa trên bối cảnh, mọi người đoán rằng đây là lễ tốt nghiệp của Wendy Phạm. Việc Phi Nhung và chồng cũ đã hội ngộ để chúc mừng con gái cho thấy mối quan hệ của họ rất tốt dù đã chia tay từ lâu. Trong bức hình, chồng cũ Phi Nhung lộ rõ mặt, được đánh giá là trông khá hiền lành, phúc hậu. Ngoại hình của anh rất giống Wendy Phạm, dáng người đậm, khỏe khoắn. Danh tính của người đàn ông này cũng nhanh chóng được tìm ra. Được biết anh tên là P.T., hiện làm chủ của chuỗi tiệm rửa xe nổi tiếng tại Mỹ. Thông tin ít ỏi về P.T. cũng đủ khiến dư luận xôn xao. Có thể thấy anh dù không phải đại gia đình đám nhưng cũng là một doanh nhân thành đạt. Bên cạnh đó, tin đồn ca sĩ Mạnh Quỳnh là bố Wendy Phạm cũng chính thức được đập tan từ nay. Trước đây Phi Nhung từng tiết lộ chồng cũ đã tái hôn và có gia đình mới. Điều đặc biệt là họ vẫn giữ liên lạc và quan hệ cực kỳ tốt. Thậm chí nữ ca sĩ cùng Wendy Phạm còn dự đám cưới của anh, ba bé rất hiền nhưng do chúng tôi không có duyên thôi. Khi ba bé có vợ, tôi và bé còn đi ăn đám cưới, làm cho cô dâu đẹp nữa, không có gì cả. Tôi rất thoải mái về ba của bé. Người lớn thế nào không biết nhưng con nít phải biết ba mình là ai, dù ba mình có gì đi nữa. Lại nói về P.T, sau khi Phi Nhung qua đời, công chúng phát hiện trang cá nhân của anh ngập tràn khoảnh khắc về vợ cũ cũng như Wendy Phạm. Người đàn ông này liên tục bày tỏ sự buồn bã khi nữ ca sĩ ra đi, đồng thời nhắn nhủ đến con gái rằng mình sẽ thay vợ cũ ở bên con. Xôn xao hình ảnh con gái Phi Nhung bên bố ruột hậu tin buồn về nữ ca sĩ, thực hư ra sao? Hình ảnh được cho là chồng cũ của cố ca sĩ Phi Nhung bên con gái Wendy khiến người hâm mộ hoang mang. Chấm hỏi, những ngày vừa qua, việc Phi Nhung không may mắn đã rời xa thế giới vì Covid khiến gia đình cố ca sĩ và khán giả vô cùng đau lòng. Bên cạnh đó, những thông tin về đời tư của cố ca sĩ cũng được cư dân mạng quan tâm nhiều hơn. Khi còn sống, ca sĩ Phi Nhung có duy nhất một người con ruột là Wendy Pham sinh năm 1992 và làm việc tại Mỹ. Nữ ca sĩ rất hiếm khi chia sẻ về chuyện đời tư cũng như gia đình của mình trước công chúng. Về việc bố đẻ của Wendy là ai Phi Nhung cũng đã giấu kín cho đến lúc cô ra đi cũng không một ai hay biết danh tính của người đàn ông này. Tuy nhiên, mới đây trên MSS bất ngờ lan truyền hình ảnh nghi vấn được cho là chồng cũ của Phi Nhung từng xuất hiện bên con gái ruột Wendy Pham. Người tung ảnh này còn đính kèm chú thích, người chồng đầu tiên cũng là ba ruột con gái Phi Nhung, khiến cả cõi mạng xôn xao. Giữa lúc showbiz Việt nhuốm màu đau thương vì sự ra đi của NS Phi Nhung, những thông tin về người chồng cũ của cố nghệ sĩ đang thu hút nhiều sự chú ý. Tuy nhiên, đây chỉ là hình ảnh được truyền tay nhau trên mạng xã hội và chưa được kiểm chứng rõ ràng. Từ xưa đến nay, Phi Nhung vẫn chưa chia sẻ về hình ảnh chồng cũ trước công chúng nên việc người này tạo dựng hình ảnh để câu like câu view là hoàn toàn có thể. X.than, được biết hiện tại con gái ruột Phi Nhung vẫn đang rất đau lòng trước sự ra đi của mẹ mình. Hình ảnh Wendy buồn bã với nét mặt u buồn không giấu nổi sự thương xót cho số phận của Phi Nhung luôn hiện trên khuôn mặt của cô. Khi sinh thời, nghệ sĩ Phi Nhung cho biết bố đẻ thực sự của Wendy Phạm là một người đàn ông hiền lành, tốt bụng nhưng cô không có duyên để gắn bó. Dù không chung sống nhưng cả Phi Nhung và chồng cũ đều dành sự quan tâm đến Wendy Phạm nên con gái chưa bao giờ thiếu thốn tình cảm của bố mẹ. Một người thân cận của nữ ca sĩ từng tiết lộ bố của con gái ruột Phi Nhung là người Việt Nam. Lan truyền ảnh chồng cũ Phi Nhung bên con gái ruột Wendy hậu tin buồn về nữ ca sĩ, thực hư thế nào? Sau khi ca sĩ Phi Nhung qua đời trên mạng xã hội bắt đầu lan truyền hình ảnh nghi là người chồng đầu tiên của cô bên con gái ruột Wendy. Khi sinh thời, cố nghệ sĩ Phi Nhung có một cô con gái ruột tên Wendy Phạm, sinh năm 1992 và làm việc, sinh sống ở Mỹ. Suốt hơn hai thập kỷ hoạt động nghệ thuật, nghệ sĩ Phi Nhung rất hạn chế chia sẻ về chuyện đời tư của mình. Cô quyết giấu hết mọi thông tin về người cũ nên đến nay công chúng vẫn không hề biết bố đẻ của Wendy là ai. Cho đến mới đây, trên mạng xã hội bất ngờ lan truyền hình ảnh nghi chồng cũ Phi Nhung từng xuất hiện bên con gái ruột Wendy tại Mỹ. Người tung ảnh này còn đính kèm chú thích,
người chồng đầu tiên cũng là ba ruột con gái Phi Nhung, khiến cả cõi mạng xôn xao. Giữa lúc showbiz Việt nhuốm màu đau thương vì sự ra đi của nghệ sĩ Phi Nhung, những thông tin về người chồng cũ của cố nghệ sĩ đang thu hút nhiều sự chú ý. Lan truyền ảnh nghi là chồng cũ Phi Nhung bên con gái ruột Wendy tại Mỹ. Tuy nhiên, đây là hình ảnh chưa được xác thực. Từ trước đến nay chưa một lần nghệ sĩ Phi Nhung chia sẻ về hình ảnh của chồng cũ với công chúng. Không thể chắc chắn người đàn ông trong bức hình trên là chồng cũ của NS Phi Nhung. Bởi vậy, không loại trừ khả năng người tung bức ảnh trên đang cố tình muốn câu view, câu like từ cộng đồng mạng. Phi Nhung rất kín tiếng về chuyện đời tư, chưa một lần hé lộ hình ảnh về chồng cũ với công chúng. Khi sinh thời, nghệ sĩ Phi Nhung cho biết bố đẻ thực sự của Wendy Phạm là một người đàn ông hiền lành, tốt bụng nhưng cô không có duyên để gắn bó. Dù không chung sống nhưng cả Phi Nhung và chồng cũ đều dành sự quan tâm đến Wendy Phạm nên con gái chưa bao giờ thiếu thốn tình cảm của bố mẹ. Một người thân cận của nữ ca sĩ từng tiết lộ bố của con gái ruột Phi Nhung là người Việt Nam. Dù không chung sống nhưng NS Phi Nhung và chồng cũ đều dành sự quan tâm hết mực với con gái. Wendy Phạm sinh năm 1992, hiện đang là y tá sinh sống và làm việc tại Mỹ. Sau khi mẹ qua đời, Wendy Phạm vô cùng đau buồn. Chấm than, hình ảnh con gái ruột Phi Nhung lộ diện buồn bã, tựa vào vai người thân trước bàn thờ của mẹ tại một ngôi chùa ở Mỹ vào sáng ngày 3 tháng 10. Dò dỉ ảnh hiếm Phi Nhung bên bố ruột của con gái, danh tính và gia thế khủng gây sửng sốt. Đóng ngoặc đơn, hàng chục năm qua Phi Nhung giấu kín về người chồng cũ. Tuy nhiên, sau khi cô qua đời, công chúng đã tìm ra nhân vật đặc biệt này và chia sẻ khá nhiều hình ảnh liên quan lên mạng xã hội. Phi Nhung ra đi trong sự tiếc thương vô hạn của những người ở lại. Nhớ về nữ ca sĩ, mọi người càng không thể không chạnh lòng khi cuộc đời cô có quá nhiều biến cố, chông gai. Phi Nhung có một cô con gái ruột là Wendy Phạm. Đây cũng là người mà giọng ca, Bậu ơi đừng khóc, yêu thương nhất. Suốt hàng chục năm cô giấu kín về bố ruột của con gái, nhưng sau khi Phi Nhung qua đời, danh tính của người đàn ông đặc biệt này dần được hé lộ. Cư dân mạng phát hiện ra rất nhiều hình ảnh của chồng cũ của Phi Nhung cũng như thân thế của anh. Mới đây, bức hình hiếm hoi cả gia đình họ chụp cùng nhau bỗng được lan truyền trên mạng xã hội. Dựa trên bối cảnh, mọi người đoán rằng đây là lễ tốt nghiệp của Wendy Phạm. Việc Phi Nhung và chồng cũ đã hội ngộ để chúc mừng con gái cho thấy mối quan hệ của họ rất tốt dù đã chia tay từ lâu. Trong bức hình, chồng cũ Phi Nhung lộ rõ mặt, được đánh giá là trông khá hiền lành, phúc hậu. Ngoại hình của anh rất giống Wendy Phạm, dáng người đậm, khỏe khoắn. Danh tính của người đàn ông này cũng nhanh chóng được tìm ra. Được biết anh tên là P.T., hiện làm chủ của chuỗi tiệm rửa xe nổi tiếng tại Mỹ. Thông tin ít ỏi về P.T. cũng đủ khiến dư luận xôn xao. Có thể thấy anh dù không phải đại gia đình đám nhưng cũng là một doanh nhân thành đạt. Bên cạnh đó, tin đồn ca sĩ Mạnh Quỳnh là bố Wendy Phạm cũng chính thức được đập tan từ nay. Trước đây Phi Nhung từng tiết lộ chồng cũ đã tái hôn và có gia đình mới. Điều đặc biệt là họ vẫn giữ liên lạc và quan hệ cực kỳ tốt. Thậm chí nữ ca sĩ cùng Wendy Phạm còn dự đám cưới của anh, ba bé rất hiền nhưng do chúng tôi không có duyên thôi. Khi ba bé có vợ, tôi và bé còn đi ăn đám cưới, làm cho cô dâu đẹp nữa, không có gì cả. Tôi rất thoải mái về ba của bé. Người lớn thế nào không biết nhưng con nít phải biết ba mình là ai, dù ba mình có gì đi nữa. Lại nói về P.T, sau khi Phi Nhung qua đời, công chúng phát hiện trang cá nhân của anh ngập tràn khoảnh khắc về vợ cũ cũng như Wendy Phạm. Người đàn ông này liên tục bày tỏ sự buồn bã khi nữ ca sĩ ra đi, đồng thời nhắn nhủ đến con gái rằng mình sẽ thay vợ cũ ở bên con.